Ờ, nhưng nay báo về em có nghe thoang thoảng bảo là cái chỗ 6C. Nhưng mà thấy cái tình hình cứ đánh kiểu này thì hơi căng. Và một pha rút rút dần khá là khéo của Simang. Vâng, khuyến mại thêm khuyến mại vậy là bonus, nếu mà bonus phải bonus thêm cô em gì em gái thì mới mới khéo, chứ còn bonus thêm mẹ già thì hầu như lại có. Em cứ bonus cho cô em gái nữa thì em cân hai luôn. Miếng ngọt là tao cứ đánh cả cụ. Thế rồi, bầy hiêu đầu đây rồi. Hiêu mấy đây? Thôi mới chỉ đến 4 con thôi. Hy vọng cố đẻ thêm con nữa là 5 con. Đúng, đẻ thêm con nữa luôn. Là quả đâu là quả 6 và hiêu đầu chỉ là 5 con thôi. Rồi bảy hiệu đầu đã làm về với nhà chính của Simang. Chưa thấy thêm đồ gì, mới thấy bảy hiệu đầu thôi. Đảo con máy ở quýt nào. Bảy hiệu đầu cũng về rồi. Ở đầu hơi dốc thêm một tí. Dừng là khá nhiều. Cho xin bác quả phụ nào. Nhất là bác quả phụ. Và thêm một món đồ nhỏ nhỏ thôi, một voi thôi được. Khi hiệu đầu cũng là hiệu 6. Nhà khá là kín này. BA sẽ thiết kế ở vị trí luôn dần đấy. Nhưng quan trọng vẫn chưa thấy thêm đồ gì ăn cả. Hơi thiếu gỗ, đóng xe thiếu mất 6 gỗ. Rồi, kịp xe nào. Và không biết khoản đen đen này không có gì không. Giò khá là rộng rồi nhưng vẫn chưa thêm thêm đồ gì. Đảo qua mình máy của Simang xem sao. Đang có cái gì đấy khi mà thấy anh đang cắt dần đi ăn cái gì đấy thì phải. Gặp ngay hàng sư tử. Bài M2 map bên mình cũng khá là xấu. Giò rất là rộng. Đây rồi, tươi luôn. Đang đi ra ăn con voi lại gặp ngay bãi quả phụ. Vâng, kèo này là kèo 22 AC bạn Diệp ạ, nên là không có hoàng quân. Anh em nào mới vào theo dõi thì mỗi chút thời gian like chia sẻ động viên hai game thủ của chúng ta thi đấu trong buổi chiều ngày hôm nay. Kèo này đang đánh giá khá là cân rồi. Có thêm một bãi quả phụ cho Simang. Mà này Simang lại đi dâng A thôi. Mà thế nhà cũng không được đẹp cho lắm. Và tiện nông dân đi ăn quả xa thì làm luôn cái vài cái A trên đấy. Trong map 22 này đánh AC thường sẽ đánh một nhà chủ lực của một nhà dâng A. Chiếm lợi thế lúc đầu. Quan trọng nhất vẫn là lên đời sớm. Bảo vệ dâng còi đã lên đời rồi. 26 nông dân. 9%. Yuri.
Rồi, BA. Vâng, vẫn chưa lên đời đâu. Bài bi cũng lên đời 11% nhưng mà cũng chưa thấy lên đời. Chưa nhảy được khả năng đánh châu dân rồi. Một bài mà không kích được cho sớm lắm khi mà đồ lùa về chỉ có 5 heal thôi. Và đồ ăn rất là xa. Cái chắn gỗ. Quýt nào, lên đời chưa? À, cũng vừa mình khả năng cũng vừa kích lúc thôi. Bài với hai bài bên mình đều kích vừa 11. Khu vực này khá là kín này. Một chiếc S nhân đôi ăn hai cánh rừng luôn. Đã qua xi măng đi, xi măng từ này ra Nga. Vâng, còi lên đời một mình một vạch rồi. Không biết có dừng còi để dừng hai gì nhỉ? Bài mà kích 9 và chắc là tầm cuối 9. Lên đời rất là sớm. Bánh xe ra trong quá trình nâng cấp. Vùng này thì có một voi để có thể ăn hoang được. Nam A đều. Quýt nào, sẽ bị công chưa? Quýt này đánh 4A. Nhưng mà vẫn rất nhiều đồ, mất một chiếc BS rất là xa để có thể ăn voi và heal. Chắc cô hai luôn. Có như vậy Quýt đang bị dương còi công lên. Công đúng bã ăn hoàng của mình. Xi măng thì cũng đang công lên nhà dương còi thế này. Dương còi đánh tại nhà. Đánh tại nhà đây. Tân cung này, tân cung thứ 2 à? Đúng, tân cung thứ 2 thì phải. Số điều này đang một đều. Bằng BB cũng đẩy lên đây luôn. Quýt, Quýt có gì đến đây được không nhỉ? Quýt đằng sau rồi. Số lượng cung lờ Quýt chỗ này không đông. Đây chỉ có 4 cung thôi, đang có tên một tên bổ sung thêm. Đứng dốc. Xi măng nào. Một tên đi từ nhà xi măng sang nhà Quýt đấy. Dương còi đánh một bài mà chắc nhà. Nhà khá là cung. Nhà gió 9% một cung thế nhờ. Đang ôm nhà bê ảo dương còi chỗ này. Mày quá mày quả của thằng Hoàng. Quýt đi, tham lắm là 44/48. Đang đứng ở đây nơi chỗ nhà bê ảo của dương còi. Không thấy bi sang cứu. Cùng rất nhiều khi mà nhà họ tập thịt trong góc 6 giờ cũng chưa mất gì nhiều, mới chạy một bãi gỗ thôi. Bên vùng BC các kiểu rồi. Tăng thêm A không nhỉ? Và có BB sang cứu tên này. Đây tuần hồng dân của dương còi. Vậy ấy nào. Rồi, còi không đi. Tên này còi chắc khoảng tầm 10 con hồng dân tên này. Và pha một còi không đi. Bên họ đã muốn ý định bắt tên cung đi công của Quýt. Én thôi. Kiểu số lượng cung của BB đang khá là đông. Chỗ này vẫn lọt. Tôi nghĩ là vào đây khả năng không được ra đâu. Cố én được con nào thì én thôi.
Tham Lai bây giờ là 1/68. Hai nhà họ đang đánh thế thủ cho nhau. Phá một tấn công hơi đau khi mà báo về Tham cân. Xi măng nào, đang dừng coi Tham tuần này cũng chỉ tầm 3 inch như xi măng thôi. Để mình cũng có BB khả năng không biết đâu. Rồi, rồi làm ngay 6 nông dân gỗ với BB. Quýt nào. Vâng, đàm và tôi đi tung tông tông chạy vào kìa. Tên này vào đây là mình lại bắt được quân họ này. Chốt cái BB lại. Vào là một ốp lên nhà BA của Quýt. Tên này khi vừa gọi xi măng về cứu thôi. Một lượng quân của BB là rất là đông xô vào trong nhà mình. Thế đạt tên này liệu đỡ được không nhỉ? Nhưng cung người họ đang rất là đông tên này. Xi măng nào, vâng đang ngoáy vào trong ruộng chính của nhà BB này. BB đang mất tay ở nhà ruộng nhà chính. Quýt đi, cố gắng rèn giữ đỡ tên này. Quăng lên nào. Chính mình cũng đã bay. Và khoai quá nhờ. Một bài BB đánh rất là trâu. Bài dừng còi thì 9% siêu đẹp. Đánh tại nhà luôn. Và hơi khoai khi mà map bên mình là xấu hơn hẳn. Hai nhà đồ ăn đều rất là xa, giỏ rộng. Bên kia thì họ một bài dừng còi 9% lên đời sớm nhất map. BB thì 11%.